Bình Nè đã gặp những siêu sao bóng đá nào trong năm 2023? Hả, cái gì? Harry Kane? Khoan, tua lại. Kể nó phải theo trình tự vậy nè. Hành trình bóng đá của mình trong năm 2023 bắt đầu từ những ngày cuối tháng 2 khi mình được chọn là người đồng hành cùng với anh Nguyễn Văn Quyết trong hành trình đi nhận giải thưởng Quả Bóng Vàng Việt Nam. Trong sự kiện lần này thì mình được gặp gỡ và phỏng vấn trực tiếp anh Văn Quyết ngay tại phòng riêng, được tham gia cùng với đội ngũ của ảnh tới với buổi gala trao giải thưởng. Và với cương vị là một khán giả yêu bóng đá thì mình cảm thấy vô cùng vinh dự khi mà được có mặt tại một sự kiện như thế này. Và được gì nữa anh em biết không? Trong lần gặp đó thì anh Quyết có dành tặng cho mình một chiếc áo rất là đặc biệt, và tất nhiên là tới bây giờ thì chiếc áo này vẫn còn được cất giữ rất là cẩn thận trong bộ sưu tập của mình. Đầu tháng 5, mình cùng với rất nhiều bạn làm sáng tạo nội dung khác được đồng hành cùng với đoàn thể thao Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại SEA Games 32 ở Phnom Penh, Campuchia. Trong chuyến đi lần này thì bọn mình được xem khai mạc SEA Games cũng như là được trực tiếp tới sân đấu để cổ vũ cho một số nội dung mà có vận động viên Việt Nam thi đấu. Ví dụ như là bóng rổ nè, bóng đá nè và rất là nhiều những bộ môn khác nữa. Mà đặc biệt nhất đối với mình chắc phải kể tới bộ môn đẩy xe buýt. Vui các bạn ha. Đây là một cái sự cố khi mà giữa trận đấu Việt Nam và Malaysia thì có một cơn mưa rất là to và nó khiến cho xe của đoàn chúng tôi bị lún rất là sâu. Nói chung là trải nghiệm này thì hoàn toàn không nằm trong dự tính của đoàn, và tất nhiên là cũng không nằm trong dự tính của mình luôn. Nhưng mà có một trải nghiệm khác nằm trong dự tính của mình nha. Và đó chính là hành trình đi gặp huyền thoại bóng đá Nhật Bản Keisuke Honda. Cao thủ cỡ nào thì cũng không bằng tranh thủ, đúng không anh em? Cuối tháng 7, mình nhận lời mời tới Bangkok để giao lưu cùng với hai đội bóng nổi tiếng là Tottenham Hotspur và Leicester City đang có chuyến du đấu ở đây. Và trong chuyến đi lần này thì mình đã có được vô số những trải nghiệm đặc biệt, như là được các siêu sao của Tottenham ký lên tấm poster, được gặp Son Heung-min ở cự ly rất là gần, được tham gia họp báo cùng với James Maddison, được trực tiếp đặt câu hỏi cho huấn luyện viên trưởng Postecoglou và tất nhiên là cũng được ông trả lời nữa. Nhưng mà anh em có biết cái được nào mới là kinh dị nhất trong chuyến đi lần này đối với tôi không? Đó là được đăng hình lên trang chủ đa nền tảng của Tottenham Hotspur. Oh my god! Anh em đừng ai nói với anh chụp ảnh của Tottenham tôi là fan Arsenal nha. Ngoài ra thì trong chuyến đi lần này mình còn được gặp siêu tiền đạo Jamie Vardy của Leicester City nữa các bạn à. Và cái kết thì cũng không thể nào ngọt ngào hơn. Sau Tottenham vài ngày thì tới lượt Liverpool cũng có một chuyến du đấu tại Đông Nam Á. Lần này thì mình không có mặt nhưng mà poster của mình thì vẫn tới tay được các cầu thủ của Lữ đoàn đỏ. Mấy anh Liverpool quá trời nhiệt tình rồi các bạn ha. Nhưng mà nhiệt tình nhất phải kể tới màn ký tên của Darwin Núñez. Nhặt tấm poster rớt xuống dưới đất, trời đất ơi, xong ký xong còn nhảy lên trả nữa. Rồi không lẽ fan Arsenal mà gặp quá trời cầu thủ vậy mà không có ai là đá cho Arsenal. Một ngày đầu tháng 12, mình bất ngờ nhận được lời mời của TikTok và La Liga đi gặp một cựu cầu thủ của Arsenal. Đây là một trong ba người mình thích nhất trong lịch sử đội bóng, cùng với Almunia và Mesut Ozil. Và đặc biệt hơn nữa là mình sẽ được ngồi ăn tối cạnh bên anh ta trong một không gian rất riêng tư, chứ không phải là giao lưu sân khấu hay là đu rào xin chữ ký đâu nữa. Và người mình nhắc tới nãy giờ chính là hậu vệ Nacho Monreal, và đi cùng với anh là tiền vệ người Tây Ban Nha Luis Garcia. Cả hai anh tới Việt Nam lần này với vai trò là đại sứ thương hiệu của La Liga. Tuy nhiên, đối với khán giả Việt Nam thì có lẽ những hình ảnh quen thuộc nhất của hai anh đều là trong những màu áo của các đội bóng tại Anh Quốc. Anh em thấy không? Mình mới đọc cheat code Armageddon xong là anh đã dành cho mình một sự quan tâm rất là đặc biệt. Và chính cái sự cởi mở của ảnh cũng phần nào khiến cho mình lấy lại được bình tĩnh hơn. Xong rồi từ đó thì mình mới mạnh dạn nói chuyện với ảnh nhiều hơn. Và tiếp tục lại là câu chuyện cao thủ thì không bằng tranh thủ. Mỗi tội lần này tranh thủ hơi bị nhiều rồi nha. Tranh thủ xin chữ ký, tranh thủ xin chụp hình, tranh thủ quay video TikTok cùng với nhau nữa. Nacho, what's the color of North London? London is red. Cao thủ thì không bằng tranh thủ, mà tôi thấy mình còn là cao thủ của tranh thủ nữa.
Nói chung là một người yêu bóng đá thì bản thân mình cảm thấy mình rất là may mắn khi mà có được những trải nghiệm vô giá như vậy trong năm vừa qua. Và tất cả những cái trải nghiệm đó thì mình sẽ không bao giờ tự thực hiện được nếu mà không có TikTok. Mà không chỉ là giúp cho mình thực hiện được ước mơ, TikTok còn là một chiếc cầu nối giúp cho mình gắn kết được với rất là nhiều những người anh em có cùng đam mê và rất tài năng xung quanh mình, cũng như là gắn kết tới cả những bạn khán giả của mình ở khắp mọi nơi nữa. Và chắc chắn một điều rằng nếu không có TikTok, không có các bạn thì sẽ không bao giờ có được bình nè của ngày hôm nay. Mình biết so với hành trình của anh Đỗ Kim Phúc trong năm vừa qua thì hành trình của mình sẽ không có là gì cả. Tuy nhiên nếu mà so với chính mình của 5 năm trước á, thì mình sẽ không bao giờ dám mơ là mình sẽ có được những trải nghiệm như vậy. Hy vọng rằng cái hành trình bóng đá này của mình á, cũng sẽ tạo ra một nguồn động lực tích cực cho các bạn, góp phần truyền cảm hứng để các bạn đứng dậy và hiện thực hóa ước mơ của mình. Cùng hứa với nhau là hành trình của tất cả anh em chúng ta trong năm tới á, sẽ còn thành công và đáng nhớ hơn nữa. Các bạn thấy video này hay thì cho mình một sub nha.